Kem chống nắng được ví như tấm khiên, bảo vệ làn da trước tia tử ngoại và môi trường ô nhiễm. Trong đó, La Roche-Posay là một trong các thương hiệu nổi tiếng được chị em tin dùng nhất hiện nay. Nhưng nhiều chị em khi sử dụng sản phẩm vẫn không biết là kem chống nắng La Roche-Posay là vật lý hay hóa học. Hãy cùng shop mình đi tìm câu trả lời ở video bên dưới nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem chống nắng của La Roche-Posay là kem chống nắng vật lý lai hóa học vì nó mang đặc điểm của cả hai loại trên. Sản phẩm vừa có khả năng bảo vệ da dựa trên cơ chế che chắn. Đây được xem là đặc điểm của kem chống nắng vật lý, vừa chống lại sự tác động của các tác nhân gây hại lên da, được xem là đặc điểm của kem chống nắng hóa học. Nên chị em cứ yên tâm và sử dụng sản phẩm nhé. Kem chống nắng La Roche-Posay hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem chống nắng La Roche-Posay hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.